án mạng kinh hoàng tại Ninh Bình, giết người tình rồi phân xác phi tang. Sau khi sát hại người tình, nghi phạm Phạm Văn Dũng, ngụ phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã nằm cạnh xác nạn nhân, sau đó đốt xác, phân xác bỏ vào thùng nhựa để phi tang. Khuya 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Khi nạn nhân bị sát hại, sau đó bị đốt xác, phân xác. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, ông Phạm Văn Năm, 68 tuổi, ngụ phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình đến Công an thành phố Ninh Bình cung cấp cho cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai ông là Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, có hành vi giết người. Ngay lập tức, Công an thành phố Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đến hiện trường thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị biến dạng, bị phân xác và giấu trong hai thùng nhựa ở tầng 2 của ngôi nhà. Nạn nhân sau đó được xác định là chị NTT, 30 tuổi, ngụ phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Dũng là nghi phạm của vụ án. Bước đầu, cơ quan công an xác định Dũng đã có vợ, có quan hệ tình cảm với chị T, có gia đình riêng và thường sống chung như vợ chồng. Sáng ngày 23 tháng 3, chị T đến nhà trọ ở phường Gầm Bình, nơi Dũng thường sống như vợ chồng với chị T, trả đồ cá nhân cho Dũng để về nhà ở thành phố Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không muốn chị T về thành phố Tam Điệp, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Dũng đã bóp cổ chị T cho đến chết, rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Đến sáng ngày 24 tháng 3, Dũng cho thi thể nạn nhân vào nồi, mua xăng về đốt, nhưng có mùi khét nên dập lửa. Đến trưa ngày 25 tháng 3, Dũng mang thi thể nạn nhân đến nhà tắm phân xác rồi bỏ vào hai thùng bằng nhựa, sau đó mang lên tầng 2 ngôi nhà giấu xác. Chiều ngày 27 tháng 3, ông Năm phát hiện con trai có biểu hiện bất thường và phát hiện xe máy chị T nhưng không thấy chị T đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Năm đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ án giết người tình rồi phân xác phi tang đang được Công an Ninh Bình điều tra. Làm rõ,